Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình đến nhà của em Hân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ghép nhân quý vị. Chào em. Dạ chào quý cô chú anh chị gần xa ạ. Hôm nay em xin giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa một số giống mai hình phẩm như là mai mini để chơi Tết ạ. Như là đại lộc, bạch mai, cúc thỏ hương, cúc bi, cúc tâm 50 cánh, dảo phú tân ạ. Dạ, tất cả là được bao ship ạ. Và giao lưu qua số điện thoại là 0398928467 ạ. Rồi, bao ship luôn ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Dạ. Rồi, mình vào cây số 1, cây này mình mai gì đây em? Dạ, cây mai đại lộc ạ. Mai đại lộc nha dạ, quý vị. Dạ, số 1A là cây mai đại lộc. Rồi, 1A đại lộc. Rồi, chiều cao nó nhiêu đây em? Dạ, chiều cao là 56 ạ. Rồi, cao 56 ha. Dạ, ngang là 45. Ngang 45. Rồi, mình coi cái hoành coi quý vị ơi. Dạ, hoành là 18. Dạ, đây. Rồi, 18 hoành nha quý vị. Dạ. Rồi, cái góc nó ha, mình xen vòng cho quý vị xem ha. Rồi, chậm chậm nha. Tàn cũng được nhiều. Đẹp ha. Ôm nụ thì rất là nhiều, đại lộc thì bông là rất là nhiều luôn ạ. Rồi, cây này giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây mã số 1A đại lộc này giao lưu là 800 ạ. 800 ngàn nha quý vị. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 2 nha quý vị ơi. Dạ, cây mã số 2 cũng là một cây đại lộc. Rồi, cũng là đại lộc luôn nha quý vị. Rồi, mình cho cái chiều cao luôn ha em. Dạ, chiều cao là 54. Rồi, tán ngang luôn quý vị ơi. Ngang là 53. Rồi, ngang 53. Dạ, hoành là 17. Rồi, 17 hoành luôn. Dạ. Dạ, cây đại lộc mã số 2A này là giao lưu là giá 1 triệu ạ. Rồi, dáng gốc nằm dáng thú cũng đẹp ha. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, 1 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây, mã số 2. Mã số 3A. Rồi, mã số 3. 3A ha, cũng là đại lộc luôn. Rồi, mình cho chiều cao luôn Hân ơi. Dạ, chiều cao là 67. Rồi, cao 67. Ngang là 54. Rồi, ngang 54. Dạ, hoành là 20. Rồi, 20 ha. Dạ. Dạ, cây mã số 3A này là giao lưu là giá 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Này mình mua về chơi Tết luôn quý vị ơi. Này là chơi Tết là đúng lúc luôn ha. Dạ. Cây mã số 4A là một cây đại lộc. Rồi, 4A là một đại lộc luôn. Rồi, cho chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao 70. Cao 70. Ngang là 58. Rồi, ngang 58. Dạ, hoành là 19 ạ. Rồi, 19 hoành. Dạ. Dạ, cây mã số 4A này giao lưu là giá cũng 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu luôn quý vị. Cây này được bẻ nhìn rất là thông cây ha, cây đẹp ha. Rồi, nhìn thấy thông cây quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số. Mã số 5A. 5A. Là cây đại lộc. Cũng là một đại lộc luôn. Rồi, mình cho chiều cao nó luôn em ơi. Dạ, chiều cao là 64. Rồi, ngang. Ngang là 48. Rồi, ngang 48 ha. Dạ, hoành là 17 ạ. Rồi, 17 hoành ha. Dạ, dạ, cây đại lộc mã số 5A này giao lưu là giá cũng 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu quý vị. Này chơi Tết luôn nha quý vị. Dạ. Rồi, xuống cây luôn, bao ship toàn quốc luôn nha quý vị ơi. Rồi, mã số 6A. Rồi, dân trực tàng thông ha. Rồi, cho chiều cao luôn em. Dạ, cao là 64. Rồi, cao 64. Ngang là 48. Rồi. Dạ, hoành là 16. Rồi, 16 ha. Dạ, dạ, cây mã số 6A này giao lưu là giá 800. Bao ship có toàn quốc ạ. À. Rồi, 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Tiếp theo là
Rồi 7A. Đại lộc luôn quý vị ơi. À, rồi cho chiều cao luôn em. Dạ cao là 64. Rồi cao 64. Ngang là 45. Rồi ngang 45 ha. Dạ hoành là 18 ạ. Rồi 18 hoành quý vị. Dạ. Cây mã số 72 này giao luôn là giá cũng 800 ạ. Rồi 800.000 nha quý vị. Rồi quý vị xem thích cái nào alo cái đó ha. Rồi. Xuống cây luôn. Số điện thoại của Hân mình để trên tiêu đề đó quý vị ơi. Tiếp theo mã số 8A là một cây cúc thọ hương ạ. Rồi 8A cúc thọ hương. Rồi đây. Rồi mình cho chiều cao luôn ha. Cúc thọ hương nha quý vị. Dạ chiều cao 57. Rồi cao 57. Này được ghép hai bò quý vị ơi. Ngang là 42. À ha, ngang 42. Còn hoành nhiêu đây? Dạ hoành là 23. Rồi hoành 23 ha. Dạ. Cây mã số 8A Phúc Thọ Hương này giao lưu là giá 600 ạ. Bao xếp là có toàn quốc ạ. Giao lưu qua số điện thoại là 0398928467 ạ. Rồi xuống cây ha. Quý vị thích cái nào alo liền nha quý vị. Dạ tiếp theo cây mã số 9A cây Đại Lộc. Rồi 9A Đại Lộc. Dán uống lượng lượng. Uống lượng lượng uống lắc luôn ha. Dạ. Rồi mình cho cái chiều cao luôn ha em. Dạ cao là 60. Rồi ngang. Ngang là 58. Rồi hoành nhiêu đây em? Dạ hoành là 16 ạ. Rồi 16 hoành như quý vị. Dán dạ. Ghế cũng đẹp ha. Dạ cây mã số 9A Đại Lộc này giao lưu là giá 700 ạ. Rồi 700.000 bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi nhanh tay chốt cây quý vị. Mình thấy cây đó đẹp á ha. Đại Lộc mình mua về mình chơi Tết. Sẵn đó mình cắt cho nó đẹp đẹp đấy. Mình lấy bo mình ghép mai nhà luôn quý vị ơi. Rất là tiện ha. Mã số 10A là cây Đại Lộc ạ. Rồi 10A là cũng là Đại Lộc luôn. À, Đại Lộc thì bông rất là đẹp ha. Rồi anh cho chiều cao luôn em. Chiều cao là 53. Rồi ngang. Dạ ngang là 46. Rồi. Dạ hoành là 22. Rồi 22 hoành quý vị. Dạ cây mã số 10A này giao luôn là giá 1 triệu 2 ạ. Rồi 1 triệu 2 nha quý vị. Rồi bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Dạ. Rồi mua gì chơi Tết luôn. Rồi xuống cây luôn. Sẵn đó lấy bo về ghép mai nhà luôn quý vị ơi. Dạ mã số 11A là một cây cúc thọ hương ạ. Rồi cúc thọ hương. Rồi cho chiều cao luôn ha. Dạ chiều cao là 35. Rồi hoành tăng ngang. Ngang là 29. Rồi cúc thọ hương. Dạ hoành là 11 ạ. Rồi cây này giao lưu nhiêu em? Dạ cây mã số 11 này giao lưu là giá 350 ạ. Rồi 350 quý vị. Rồi xuống cây ha. Dạ cây mã số 12. Rồi mã số 10 cây cúc thọ hương. Rồi thọ hương luôn. Rồi cho cao luôn ha em. Này ghép 3 bo quý vị. Dạ chiều cao là 30. Rồi ngang. Ngang là 35. Rồi hoành. Dạ hoành là 12. Rồi giao lưu cái này nhiêu em? Dạ cây 12A giao lưu là giá cũng 350 ạ. Rồi 350 luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 13A cũng là cây cúc thọ hương. Rồi. Cao. Chiều cao là 26. Rồi. Ngang là 27. Rồi. Hoành là 10 ạ. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cây mã số 13A giao lưu giá cũng 350 ạ. Rồi cũng 350 luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là mã 14A. Rồi, cũng là cúc thọ hương. Rồi cũng cúc thọ hương luôn đó dư quý vị ơi. Rồi cao luôn. Dạ chiều cao 33. Rồi 33. Ngang là 29. Rồi. Dạ hoành là 13. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ giá là cũng 350 ạ. Rồi 350 luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Quý vị thích cái nào alo liền cho Hân nha quý vị. Dạ cây mã số 15A là một cây giảo Phú Tân. Rồi giảo Phú Tân. Rồi giảo Phú Tân nha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn. Dạ cao là 42. Rồi. Ngang là 45. Rồi. Hoành là 10 ạ. Rồi hoành 10 quý vị. Dạ cây giảo Phú Tân mã số 15A này giao lưu là giá cũng 350. Rồi 350 luôn nha quý vị. Rồi xuống cây ha. Dạ cây mã 16A là một cây bạch mai. Rồi bạch mai nha quý vị.
mang đọt trắng chứ không phải đọt thanh đọt hồng ha. Đọt trắng nha quý vị. Rồi, cao luôn. Dạ cao là 35. Rồi. Ngang là 31. Rồi. Dạ hoành là 9 ạ. Rồi, 9 hoành ha. Dạ. Cây bạch mai mã số 16A này giao luôn là giá 500 ạ. Rồi, 500 ngàn nha quý vị. Rồi, xuống cây. Bao ship toàn quốc luôn đó nha quý vị ơi. Dạ, tiếp theo là một cây bạch mai mã số 17A. Rồi, 17A ha. Rồi, cho chiều cao nó luôn ha. Dạ, cao là 44. Rồi, 44. Ngang là 27. Rồi. Hoành là 10 ạ. Rồi. Dạ. Đấy dạ, cũng đã đẹp ha. Dạ. Cây bạch mai này giá là 500 ạ. Rồi, 500 ngàn luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, cây mã số 18A là một cây bạch mai. Rồi, bạch mai luôn. À. Rồi, cho chiều cao luôn nha. Cao 35. Rồi, cao 35 ha. Nè, góc nhỏ nhỏ khỏi đo cũng được ha. Dạ, hoành là 8 ạ. Rồi, 8. À, cây này giao luôn nhiêu đi em? Dạ, cây bạch mai 18A giao luôn là giá 250 ạ. Rồi, 250 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, cây 19A là cây khúc 150 cánh. Rồi, khúc 150 cánh luôn. Rồi. Rồi, cho chiều cao nó luôn ha. Cao là 37. Rồi. Rồi, cái này nhỏ mình khỏi ra hoành đi ha. Rồi, cây này giao luôn nhiêu đi em? Dạ, cây mã số 19 giao luôn là giá 250 ạ. Rồi, 250 nha quý vị, bao ship luôn nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Nhỏ nhỏ khỏi hoành. Rồi, chiều cao với cái ngang mình báo giá luôn đi. Cây 20A. Rồi, 20A quý vị ơi. Cây cũng là bạch mai ha. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao là 34 ạ. Rồi. Dạ, cây bạch mai này giao luôn là giá 350 ạ. Rồi, 350 luôn quý vị ơi. Bao ship toàn quốc luôn quý vị. Rồi, xuống cây ha. Là cây 21. Rồi, cây 21. Rồi, bạch mai luôn. Rồi, mình cho chiều cao luôn. Dạ, cao là 32. Rồi, cái này hoành cũng khoảng 8 rồi ha, khỏi đo dạ. Đi ha. Rồi. Cây bạch mai này giao luôn là giá cũng 250. Rồi, 250 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, ở số 22 quý vị ơi. Cũng là bạch mai luôn ha. Rồi, cho chiều cao nó luôn em. Dạ cao 30. Rồi cao 30. Giao luôn nhiêu em? Dạ 350 ạ. Rồi 350 luôn. Rồi mình xuống cây luôn. Quý vị xem thích cây nào alo liền nha quý vị. Rồi mã số 23. Dạ là một cây đại lộc. Rồi đại lộc quý vị ơi. À. Ăn cái tên này cũng rất là hay ha. Rồi cho cái chiều cao nó luôn em. Cái này chưa vô kẽm nha quý vị. Dạ chiều cao là 44. Rồi 44 cái này lấy gì lấy bo cũng được nè. Rồi, hoành khoảng 7, 8, 9 vậy ha. Có góc đẹp, giá luôn, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, giá giao luôn là 250 ạ. Rồi, 250 quý vị. Rồi, mình xuống cây ha. Rồi, tiếp tục. Dạ, cây mã số 24 là cây đại lộc. Rồi, 24 cũng là một đại lộc luôn. Rồi, này cũng khá cao. Rồi, cao nhiêu đây em? Dạ, chiều cao 62 ạ. Rồi, cao 62. Rồi, góc này cũng khoảng 7, 2, 8, 9 gì ha, cỡ cỡ đó ha. Rồi, 9 là 9, 10. Rồi, dạ. Giao luôn như đây em? Dạ, giá luôn là 250 ạ. Cũng là 250 luôn quý vị ơi, bao ship toàn quốc. Rồi, mình xuống cây ha. Quý vị thích cái nào alo liền nha quý vị. Số 25A. Rồi, 25A, đại lộc luôn, cũng khá cao. Rồi, cao như em? Dạ, cao 61. Rồi, cao 61, giao luôn như em? Dạ, giao luôn là 250 ạ. À. Rồi, 250. Hoành cũng lớn rồi. Hoành cũng cỡ 8. Dạ, hoành 11. 11 hả? Dạ. Dưới ta. Rồi, giá bao nhiêu em? Dạ, giao luôn là 250 ạ. À. 250 nha quý vị. Rồi, mình xuống cây ha. Dạ, tiếp theo mã số 26 là cây mai quắn. Rồi, 26 là mai quắn nha quý vị. Đây là tự quắn nha quý vị. Rồi, này mình cho chiều cao ha. Dạ, chiều cao là 32. Rồi, cho hoành ha em, ngang hả? Ngang 35. Ngang 35. Hoành là 16. Rồi, xem dòng cái hình báo giá ha. Dạ, rồi. Cây mã số 26A này là giá 900 ạ. À. Rồi, 900 ngàn nha quý vị, mai tự quắn luôn nha. Không có tác động của người ha. Rồi, xuống cây luôn.
27 ha, một cây cúc 150 cánh ạ. Rồi, mai cúc 150 cánh quý vị ơi. Đó, rồi cho chiều cao luôn. Cao là 68. Rồi, cao 68. Rồi, hoành như đây em. Dạ, hoành là 14 ạ. Rồi, sen dòng ha. Dạ, cây mã số 27A này giao lưu là giá 600 ạ. Rồi, 600 ngàn. Rồi, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Dạ, cây mã số 28 à, đầu cây cúc bi. Rồi, cúc bi. Rồi, cho chiều cao luôn ha. Cao là 42. Rồi, hoành luôn. Như em. Dạ, hoành 17. Rồi, 17 hoành, giao lưu như em. Dạ, cây cúc bi giao lưu giá 700 ạ. À. Rồi, 700 ngàn, ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Số dạ, tiếp theo. 29 nha. Rồi, 29. Là một cây giảo Phú Tân. Rồi, giảo Phú Tân. Rồi, cho chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là 49. Rồi. Ngang là 36. Rồi. Hoành đo đó từ hao nha em. Dạ 13. Rồi, từ hao rồi. Giá vô em. Dạ, giá giao luôn là 350 ạ. À. Rồi, 350 nha quý vị, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Dạ, cây mã số 30A là cây giống Phú Tân. Rồi, giống Phú Tân luôn. Rồi, xuống đo chiều cao luôn em. Đó, cây này nhìn thấy dáng cũng thông thông hay hay đây. Dạ cao 52. Rồi 52. Ngang là 40. Rồi hoành như em. Dạ hoành 12. Rồi giao lưu như vậy em. Dạ giá giao lưu là 350 ạ. Rồi 350 bao ship luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mình còn cây nữa ha em. Dạ cây cuối của clip cũng là một cây giảo Phú Tân mã số 31A. Rồi giảo Phú Tân luôn 31A. Rồi chiều cao luôn. Dạ chiều cao là 37. Rồi ngang là 35. Rồi, có cái đế đẹp đẹp ha. Dạ. 9 ạ. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ, giao luôn là 350 ạ. 350 luôn nha quý vị. Bao ship luôn ha. Rồi, quý giáo mình còn nữa không em? Dạ không. Rồi, quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem nếu quý vị thích cái nào thì alo trực tiếp cho Hân nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.